chào tất cả các em. Ở buổi học ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về trường hợp bằng nhau đầu tiên của hai tam giác, đó là trường hợp cạnh, cạnh, cạnh. Vậy thì buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác, đó là trường hợp cạnh, góc, cạnh. Trước hết chúng ta sẽ vào phần 1 La Mã lý thuyết. Nếu như hai tam giác mà có hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng với hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Cô đã vẽ một hình minh họa như sau. Nếu như chúng ta có tam giác ABC và tam giác A', B', C' và các cạnh tương ứng AB bằng A', C', AC bằng A', C' và hai góc A và A' là bằng nhau thì khi đó chúng ta có này, hai cạnh tương ứng và một góc xen giữa của tam giác này này bằng hai cạnh tương ứng và một góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau. Các bạn lưu ý giúp cô là cái góc của chúng ta phải là góc xen giữa nhé. Thì hai tam giác của chúng ta mới bằng nhau được. Nếu như cô thay giả thiết này này, cô không cho hai góc này bằng nhau nhé. Mà cô cho hai góc khác, chẳng hạn như góc B. Bằng góc B ở đây này, bằng góc B' ở đây. Thì chúng ta chưa chắc đã suy ra được hai tam giác này bằng nhau đâu. Bởi vì trong cái lý thuyết của chúng ta mới chỉ có là hai góc và hai cạnh và một góc xen giữa thôi. Còn ở đây là hai cạnh và một góc nhưng không xen giữa. Thì chúng ta cũng chưa suy ra được hai góc, hai tam giác này là bằng nhau. Vì vậy chúng ta cần phải có cái góc xen giữa này các bạn nhé. Góc xen giữa hai cạnh đấy. Nếu mà viết dưới dạng ký hiệu thì chúng ta sẽ viết như sau này. Nếu như chúng ta có cạnh AB bằng cạnh A phẩy, B phẩy, cạnh AC bằng với cạnh A phẩy, C phẩy và hai góc xen giữa, đấy là góc BAC bằng góc B phẩy, A phẩy, C phẩy. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được hai tam giác là bằng nhau. Tam giác ABC sẽ bằng tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy theo trường hợp cạnh, góc cạnh. Cạnh, góc cạnh. Hai cạnh này và một góc xen giữa. Người ta gọi đấy là trường hợp cạnh, góc cạnh. Bây giờ chúng ta sẽ vào một ví dụ sau để minh họa cho lý thuyết này. Ví dụ, cho hình vẽ sau chứng minh rằng tam giác ABC bằng tam giác ADC. Ở đây chúng ta có một hình tứ giác. Thì đề bài đã cho sẵn chúng ta cạnh AB bằng cạnh AD rồi. Đề bài còn cho chúng ta hai góc A này là bằng nhau. Bây giờ chúng ta phải đi chứng minh hai tam giác ABC bằng tam giác ADC. Vậy thì với bài toán này, chúng ta phải xem là nó sẽ bằng nhau theo trường hợp nào đây. Thứ nhất, chúng ta có cạnh AB bằng cạnh AD này. Thứ hai, chúng ta có góc hai góc A này là bằng nhau này. Và thứ ba, chúng ta thấy rằng cạnh AC là cạnh chung của hai tam giác này. Như vậy rõ ràng hai tam giác này có hai cạnh tương ứng bằng nhau này. Đấy, hai cạnh bằng nhau này. Và hai góc xen giữa là bằng nhau. Góc A ở trên này thì xen giữa cạnh AB và AC này. Còn góc A phía dưới thì xen giữa cạnh AD và AC. Như vậy đúng với lý thuyết của chúng ta rồi. Hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Bây giờ cô sẽ đi chứng minh này. Ta bắt đầu từ set hai tam giác ABC và ADC có cạnh AB bằng với cạnh AD. Hai góc A bằng nhau này. Góc BAC bằng góc DAC. Và cuối cùng chúng ta có cạnh AC là cạnh chung của hai tam giác. Từ đây thì chúng ta dễ dàng suy ra hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta đã viết đúng đỉnh tương ứng và cạnh tương ứng chưa nhé. Cạnh AB bằng cạnh AD này. Cạnh AB bằng cạnh AD. Góc BAC bằng góc DAC, tức là hai góc A bằng nhau, hai góc tại đỉnh A bằng nhau. Góc A bằng với góc A. Và cuối cùng là AC là cạnh chung. AC, AC chung. Như vậy là chúng ta đã viết đúng đỉnh rồi. Các bạn lưu ý giúp cô là với việc chứng minh hai tam giác bằng nhau thì cái dòng set hai tam giác này các bạn có thể ghi thứ tự đỉnh tùy ý các bạn đều được. Nhưng mà khi chúng ta đã kết luận hai tam giác bằng nhau thì bắt buộc là chúng ta phải viết đúng đỉnh tương ứng và cạnh tương ứng.
Như vậy là chúng ta đã trình bày xong lời giải của ví dụ đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần 2 La Mã, bài tập. Bài tập đầu tiên có đề bài như sau. Cho tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại điểm D. Trên AC lấy điểm H sao cho AH bằng AB. Chứng minh rằng câu A tam giác ABD bằng tam giác AHD. Và câu B chứng minh rằng DH vuông góc với AC. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đi vẽ hình cho bài toán này. Tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh B. A, B, C, góc B là góc vuông này. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Cô sẽ vẽ một tia phân giác của góc A. Tức là hai góc A nhỏ này bằng nhau này. Cái tia này nó cắt cái đoạn BC tại điểm D. Trên tia AC lấy điểm H sao cho AH bằng AB. Trên tia AC lấy một điểm H ở đâu đó sao cho cái đoạn AH thì bằng đoạn AB. Yêu cô sẽ đo đoạn AB này. Sau đó cô sẽ vẽ đoạn AH này ở trên AC này. Sau đó thì chúng ta phải đi chứng minh tam giác ABD bằng tam giác AHD. ABD bằng AHD. Cô sẽ nối D với H. Chúng ta có cạnh AB này phải bằng cạnh AH theo giả thiết. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi chứng minh hai tam giác bằng nhau này. Chúng ta xem rằng liệu rằng tam giác ABD và AHD nó đã có đầy đủ ba yếu tố bằng nhau hay chưa? Thì chúng ta thấy như sau này, chúng ta có AB bằng AH theo giả thiết. AH bằng AB này. Tiếp theo chúng ta có hai góc A này bằng nhau bởi vì AD là tia phân giác của góc A. Và thứ ba là chúng ta lại có cạnh AD là cạnh chung của hai tam giác này. Như vậy rõ ràng là hai tam giác này có ba yếu tố bằng nhau rồi. Đó là hai cạnh tương ứng, hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và hai góc xen giữa là bằng nhau. Chứng tỏ rằng hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Câu A cô sẽ trình bày như sau này. Xét hai tam giác ABD và tam giác AHD có cạnh AB bằng cạnh AH theo giả thiết. Tiếp theo chúng ta có hai góc A là bằng nhau. Góc DAB phải bằng góc HAD. Hai góc A này bằng nhau lý do AD là tia phân giác của góc A. Do AD là phân giác góc A. Và cuối cùng chúng ta có cạnh AD là cạnh chung của hai tam giác này. Từ đây chúng ta suy ra hai tam giác này bằng nhau. Tam giác ABD bằng tam giác AHD theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Đây là lời giải cho câu A. Câu B, đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh DH vuông góc với AC. DH vuông góc với AC. Để chứng minh được DH vuông góc với AC, tức là chúng ta phải đi chứng minh góc H bằng 90 độ. Mà góc H này thì nó sẽ bằng góc B. Lý do là hai tam giác chúng ta vừa chứng minh được bằng nhau rồi, dẫn đến là hai góc tương ứng phải bằng nhau. Góc tương ứng này, góc H này. Đỉnh H sẽ tương ứng với đỉnh B đúng không? Như vậy góc H sẽ bằng góc B. Mà góc B thì đề bài đã cho sẵn bằng 90 độ rồi. Do đó góc H cũng bằng 90 độ. Mà góc H bằng 90 độ thì DH phải vuông góc với AC. Câu B này. Vì hai tam giác bằng nhau
Theo câu A, nên chúng ta suy ra hai góc tương ứng phải bằng nhau. Đấy là góc ABD phải bằng góc AHD. Mà góc ABD bằng 90 độ rồi, dẫn đến là góc AHD cũng phải bằng 90 độ. Góc AHD bằng 90 độ thì chúng ta sẽ suy ra DH vuông góc với AC. Và đây chính là điều phải chứng minh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Cho đoạn thẳng BC, H nằm giữa B và C. Qua H kẻ đường vuông góc với BC. Trên đường thẳng đó lấy các điểm A và K sao cho HA bằng HK. Chứng minh rằng câu A, BA bằng BK. Và câu B, BC là tia phân giác của góc A, BK. Bây giờ cô sẽ vẽ hình như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng BC trước. Đoạn thẳng BC. H là một điểm nằm giữa B và C. Qua H kẻ đường vuông góc với BC. Cô sẽ vẽ một đường thẳng đi qua H và vuông góc với BC này. Trên đường thẳng đó, lấy các điểm A và K sao cho HA bằng HK. Trên đường thẳng đó, tức là trên đường thẳng mà chúng ta vừa vẽ đấy. Chúng ta phải lấy hai điểm A và K sao cho cái đoạn HA này bằng đoạn HK này. Chỗ này là vuông góc này. Bây giờ chúng ta phải đi chứng minh BA bằng BK. Nối BA với BK nhé. Ở đây chúng ta thấy rằng để chứng minh được BA bằng BK này thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc chứng minh hai tam giác mà chứa hai cái cạnh này bằng nhau. Đúng không? Chúng ta sẽ đi chứng minh hai tam giác chứa hai cạnh BA và BK thì nó chính là hai tam giác nào? Nó chính là BAH và KBH. Hai tam giác này thì đã có những yếu tố nào bằng nhau rồi? Thứ nhất chúng ta thấy ngay cạnh AH bằng cạnh KH. Hai góc H ở trên và dưới bằng nhau vì cùng là góc vuông. Chúng ta lưu ý rằng nếu như hai đường thẳng mà cắt nhau nhé, tạo ra một góc vuông thì bốn ba góc còn lại cũng là góc vuông. Hai góc H bằng nhau là góc vuông này. Và cuối cùng là chúng ta có cạnh BH là cạnh chung. Như vậy chúng ta đã có đúng hai cặp cạnh bằng nhau và hai góc xen giữa là bằng nhau. Do đó hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Mà hai tam giác bằng nhau thì dẫn đến hai cạnh tương ứng là bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh này. Câu A, xét tam giác ABH và tam giác AKH có AH bằng KH. Cái này giả thiết cho này, giả thiết cho HA bằng HK này. Tiếp theo chúng ta có hai góc H này bằng nhau vì cùng bằng 90 độ. Góc AHB bằng góc KHB vì cùng bằng 90 độ. Và cuối cùng chúng ta có BH là cạnh chung của hai tam giác này. Từ ba điều này chúng ta suy ra hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Suy ra tam giác ABH bằng với tam giác AKH theo trường hợp cạnh góc cạnh. Mà hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ chia được hai cạnh tương ứng là bằng nhau. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh cạnh BA bằng BK đúng không? Thì BA này tức là cạnh AB này bằng, cô sẽ đây là BKH nhé. BKH AH và BKH
Như vậy thì đến đây là chúng ta có thể là đỉnh chưa đúng rồi. Chúng ta thử kiểm tra lại nhé. Kiểm tra lại này. Chúng ta có cạnh AH bằng KH này. AH bằng KH, như vậy chưa đúng rồi. Ở đây AH và KH chưa tương ứng với nhau. Như vậy chúng ta thay đổi đỉnh đi một chút nhé. Nếu mà chúng ta viết đỉnh sai thì về sau chúng ta cũng sẽ làm sai. Đấy là lý do mà cô yêu cầu chúng ta là sau khi viết rồi chúng ta nên kiểm tra lại. ABH nó sẽ bằng KBH. Bây giờ kiểm tra lại lần nữa này. AB AH đi bằng KH này. AH bằng KH đúng rồi này. Góc H bằng góc H, tức là đỉnh H phải tương ứng với đỉnh H. Đúng rồi này. Và cuối cùng là BH là cạnh chung. BH BH đúng rồi. Như vậy chúng ta có hai tam giác này là bằng nhau. Mà từ hai tam giác bằng nhau thì chúng ta suy ra hai cạnh tương ứng là bằng nhau. Tức là cạnh AB phải bằng cạnh KB. Mà đây chính là điều phải đi chứng minh. Ở IB thì chúng ta cần phải đi chứng minh BC là tia phân giác của góc ABK. BC là tia phân giác của góc ABK. Để chứng minh được BC là phân giác thì chúng ta cần phải đi chứng minh hai góc ở B này là bằng nhau này. Hai góc nhỏ ở B là bằng nhau. Vậy thì rõ ràng là hai góc B này lại là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Đây, hai tam giác bằng nhau này thì đỉnh B, hai cái đỉnh B là tương ứng với nhau, tức là hai góc B con này là bằng nhau. Mà hai góc B bằng nhau thì suy ra BC là phân giác. Bây giờ cô sẽ đi chứng minh này. Câu B. Ta có hai góc B bằng nhau này, đấy là góc ABH bằng góc KBH. Lý do đây là hai góc tương ứng. Từ đây chúng ta sẽ suy ra BC là phân giác của góc ABK. Và đây chính là điều phải chứng minh. Đây chính là lời giải cho bài tập thứ hai của chúng ta. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3. Bài tập 3 của chúng ta có đề bài như sau. Cho tam giác ABC có AB bằng AC, tia phân giác AM. Chúng ta phải chứng minh hai câu. Câu A, chứng minh rằng tam giác ABM bằng tam giác ACM. Và câu B, chứng minh rằng M là trung điểm của BC và AM vuông góc với BC. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ hình cho bài toán này. Chúng ta sẽ vẽ tam giác ABC có AB bằng AC. Tia phân giác AM với M thuộc vào cạnh BC. Cô sẽ vẽ tia phân giác của góc A. AM. Khi đó thì hai góc A nhỏ này sẽ bằng nhau nè. Câu A, chứng minh rằng tam giác ABM bằng tam giác ACM. ABM bằng với ACM. Đề bài đã cho sẵn chúng ta hai cạnh này bằng nhau rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem là hai tam giác này đã có đầy đủ các yếu tố bằng nhau hay chưa. Đầu tiên chúng ta có AB bằng AC theo giả thiết. Chúng ta lại có hai góc A bằng nhau bởi vì AM là phân giác. Và thứ ba chúng ta lại có AM là cạnh chung của hai tam giác này. Chính vì thế hai tam giác này đã có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau và hai góc xen giữa bằng nhau rồi, chứng tỏ hai tam giác này là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Cô sẽ trình bày lời giải câu A như sau. Câu A, xét hai tam giác ABM và tam giác ACM có AB bằng AC. Cái này theo giả thiết này.
Tiếp theo chúng ta có hai góc A này là bằng nhau bởi vì AM là tia phân giác. Có góc BAM bằng góc CAM. Lý do AM là phân giác của góc BAC. Và cuối cùng, hai tam giác này sẽ có cạnh chung là cạnh AM. AM là cạnh chung. Từ đây chúng ta sẽ suy ra hai tam giác bằng nhau. Theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Đây là lời giải của câu A. Câu B chứng minh rằng M là trung điểm của BC và AM vuông góc với BC. Câu này có hai ý nhé. Ý thứ nhất này, chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Vậy thì chúng ta thấy rằng để chứng minh M là trung điểm của BC, tức là chúng ta phải đi chứng minh cái đoạn thẳng BM bằng đoạn thẳng CM. Mà rõ ràng hai đoạn thẳng này lại là hai cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Tam giác ABM và tam giác ACM, đúng không? Thì đây, chúng ta sẽ xuất phát từ cái anh này luôn. Từ hai tam giác ABM bằng ACM thì chúng ta sẽ suy ra ngay cạnh tương ứng BM phải bằng CM. Câu B này. Ta có đoạn thẳng BM phải bằng đoạn thẳng CM vì đây là hai cạnh tương ứng. Xong ý thứ nhất này. Ý thứ hai chúng ta phải đi chứng minh AM vuông góc với BC. AM vuông góc với BC. Để chứng minh AM vuông góc với BC thì chúng ta phải đi chứng minh một trong hai góc này là góc vuông này. Một trong hai góc tại M là góc vuông. Và để chứng minh nó là góc vuông thì chúng ta thấy điều gì đặc biệt đây? Hai góc này, hai góc M này rõ ràng là hai góc kề bù nên chúng đã có tổng số đo bằng 180 độ rồi. Hơn nữa, hai góc này lại là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau nên chúng có số đo bằng nhau. Chúng ta có hai góc bằng nhau này, lại có tổng bằng 180 độ thì rõ ràng là mỗi góc này phải bằng 90 độ. Mà mỗi góc bằng 90 độ thì chúng ta dễ dàng suy ra AM vuông góc với BC. Đây là ý tưởng của câu này. Bây giờ cô sẽ đi trình bày này. Ý thứ hai của bài toán này. Ta có hai góc M phải bằng nhau. Góc AMB phải bằng góc AMC. Lý do đây là hai góc tương ứng. Hơn nữa, hay là mặt khác. Mặt khác. Rõ ràng góc AMB và AMC là hai góc kề bù. Suy ra chúng sẽ có tổng số đo bằng 180 độ. Suy ra góc AMB cộng góc AMC bằng 180 độ. Chúng ta có hai góc bằng nhau này, lại có tổng số đo bằng 180 độ thì chứng tỏ rằng mỗi góc đấy phải bằng 90 độ. Mà mỗi góc này bằng 90 độ tức là chúng là góc vuông. Chúng là góc vuông tức là AM phải vuông góc với BC. Suy ra AM vuông góc với BC. Và đây chính là lời giải cho bài toán này. Bài tập này cũng chính là bài tập cuối cùng của buổi học ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở buổi học tiếp theo.